Nếu coi Riot Kingdom là một tảng băng thì những thứ chúng ta hay nói với nhau như là ghép cặp chỉ huy, minh văn, vũ trang, trang bị này nọ chỉ là phần nổi mà thôi. Phần chìm của tảng băng này là những thứ mà những người chơi đến 4 hay 5 năm thậm chí không rõ. Nó bao gồm seed, nghệ thuật đặt cờ, đặt pháo đài hay là các chiến thuật vân vân. Chúng ta đã có một video nói về seed trong Riot Kingdom rồi. Bây giờ thì chúng ta sẽ tiếp tục khai phá mọi chiến thuật trong trò chơi này. Chào mừng anh em đã quay trở lại với Gameplay You. Hãy chuẩn bị một cốc bánh và một đĩa nước, chúng ta bắt đầu ngay nào. Không giống như những thứ liên quan đến seed có thể gói gọn trong một video thì để nói về tất tần tật các chiến thuật trong Riot Kingdom, chúng ta cần phải có nguyên một series để mình giới thiệu chi tiết về cách vận hành của các chiến thuật. Rồi thì chiến thuật nào để khắc chế chiến thuật đó hay là chiến thuật để khắc chế chiến thuật đang bị khắc chế. Đây hoàn toàn là những kiến thức, kinh nghiệm và trải nghiệm của mình đúc kết được sau một thời gian dài hỗ trợ và chinh chiến ở nhiều KVK. Đồng thời mình cũng cố gắng dùng mọi thủ đoạn để hữu hình hóa trong các video của chuỗi series này, qua đó giúp các bạn dễ hiểu hơn. Vì vậy mình rất mong nhận được sự ủng hộ của các bạn bằng cách like, comment video này cũng như đăng ký kênh. Thực sự đó là một động lực rất lớn để chúng mình sản xuất những video tiếp theo. Chỉ cần 5 giây thôi anh em nhé. Cảm ơn các bạn rất nhiều. Được rồi, hôm nay chúng ta sẽ nói về các chiến thuật liên quan đến dịch chuyển ngẫu nhiên trong Riot Kingdom. Mọi thứ sẽ bắt đầu từ cơ bản đến nâng cao mà anh em chưa lâu chưa chắc đã biết đâu nhé. Dịch chuyển ngẫu nhiên là vật phẩm được mua với giá rẻ nhất trong 3 loại dịch chuyển với mức chi phí là 100.000 tín dụng cá nhân hoặc là thông qua các sự kiện. Có rất nhiều người chơi không quá quan tâm đến loại dịch chuyển này thì dĩ nhiên đa phần anh em đều là những người chơi ở mức tiêu dùng cơ bản hoặc thấp. Đây thường là hai cái dịch chuyển để anh em sử dụng trong các trận chiến, dịch chuyển đúng đất mình để tránh bị ăn zero. Nhưng mà ở một thế giới khác, thế giới của những tài khoản được gọi bằng cái tên mỹ miều đó là cá mập, cá voi hay là cá boss, dịch chuyển ngẫu nhiên mang lại một sự quan trọng đặc biệt. Dịch chuyển đúng chỗ đúng thời điểm mang lại cho cá boss và vương quốc những hiệu quả cực kỳ to lớn. Ví dụ luôn cho bạn dễ hình dung, cái này chắc là bạn đã từng gặp hoặc đã thấy qua ở đâu đấy rồi. Hãy tưởng tượng trong một cuộc chiến hành quân xa, kẻ địch di chuyển từ đèo đến vị trí tập kết trước, ở đây chẳng hạn. Và bằng một cách thần kỳ nào đó, các bot của bạn có ngay một vị trí đẹp như hoa hậu, sát ngay đường di chuyển của kẻ địch. Địch đi qua là bị bot rỉa. Đấy, đơn giản thế thôi là các bạn đủ thấy sự lợi hại của dịch chuyển này rồi. Tất nhiên là không phải chỉ có vậy, những kịch bản sẽ khiến bạn phải wow lên sẽ có ngay ở phần phía sau. Nghe đến quy trình có khiến anh em kiểu hại não tỏ ra nguy hiểm hay không? Chắc là các bot sẽ nghĩ ủi rào dễ mà, vào túi đồ ấn dịch chuyển ngẫu nhiên rồi cầu cho đúng vị trí mong muốn là xong. Dễ thế thì làm gì có video này nữa đúng không anh em? Đúng là chỉ cần vào túi đồ để chọn dịch chuyển và sử dụng. Tuy nhiên, để đạt được hiệu quả cao nhất ở những vị trí chiến thuật hợp lý mà vương quốc của bạn cần thì còn cần nhiều hơn thế, đặc biệt là các bước chuẩn bị. Về thời điểm dịch chuyển ngẫu nhiên, đa số sẽ là những lúc mà các cuộc chiến mở đèo xuất hiện. Đây là thời điểm mà dễ dàng xâm nhập lãnh thổ địch để tạo ra các chiến thuật mà vương quốc đề ra. Mở đèo 4, 5, 6, 7, thậm chí là cả King Zone, tất cả đều có thể áp dụng. Về đối tượng dịch chuyển, chắc chắn là những bot có lực chiến cao tương đối so với Seed, nhiều lính, có cặp thủ nhà tốt và không ngại việc bị rally hay là kẻ địch swarm. Lực chiến tương đối ở đây mình có thể đề cập là khoảng 200 triệu trở lên với Seed S, trên 150 triệu với Seed A và trên 100 triệu với Seed B. Những con số trên chỉ là mức tương đối dựa vào tình trạng vương quốc của các bạn. Bên cạnh đó, bạn cần có những chỉ huy đồn trú ở mức cứng cáp kiểu như là Heraclius, Jisungshin chẳng hạn. Với những chiến binh có sức mạnh thấp thì hãy cực kỳ cẩn trọng nhé. Vì nếu bạn lỡ bị khóa mõm và bị ăn zero hoặc đơn giản là hai hoặc ba rally cùng một lúc thì bạn chưa kịp đóng góp gì đã coi như là đi rồi đấy. Lúc này thì bạn không còn là một vị chiến thần nữa mà là chiến thần đằng anh em nhé. Vậy thì các bước thực hiện dịch chuyển ngẫu nhiên bao gồm: bước 1, các bạn cần chắc chắn là vương quốc hay là liên minh hay là trại của bạn chiếm được đèo sang lãnh thổ cần dịch chuyển. Các bạn có thể hạn chế không gian dịch chuyển bằng cách cắt đèo hay cắt cờ kết nối với các zone không liên quan. Bước 2 là dịch chuyển ngẫu nhiên vào vùng zone mà mong muốn. Bước 3 đó là thoát liên minh để khóa lại cái vùng dịch chuyển ngẫu nhiên trong cái zone đó, tiếp tục dịch chuyển ngẫu nhiên cho đến vị trí mà bạn mong muốn. Và bước cuối cùng là khi các bạn đã ở vị trí mong muốn thì quay lại liên minh chính, chiến đấu và thực hiện theo chiến thuật của vương quốc. Các bước quy trình nghe cực kỳ đơn giản đúng không anh em? Và dám chắc là gần như các viewer của GP đều biết đến quy trình cơ bản này. Tuy nhiên, những vị trí chiến thuật mà thường các vương quốc yêu cầu dịch chuyển ngẫu nhiên là những vị trí nào? Câu trả lời cho những vấn đề đó mình sẽ giải thích ở ngay phần thứ 3. Mình sẽ lần lượt đề cập từ những chiến thuật cơ bản đến nâng cao của dịch chuyển tức thời. Cái nào dễ trước thì lên trước anh em nhé. Đầu tiên đó là đính kèm lô ha. Như các bạn đã biết, lô ha đây chính là hai con này, là vật phẩm mà bạn hoàn toàn có thể nhận được thông qua rất nhiều sự kiện. Gần như tài khoản nào cũng dư và không dùng đến. Đặc điểm của lô ha sẽ là xuất hiện như người man dợ, thời gian biến mất sẽ là 2 tiếng và có thể bị tiêu diệt bằng cách mở các cuộc rally để tấn công như ở pháo đài man dợ. Đây sẽ là một vật phẩm cực kỳ quan trọng trong các chiến thuật dịch chuyển ngẫu nhiên mà gần như mọi lúc bạn đều có thể sử dụng.
Mục tiêu của chiến thuật xả lô ha này là giảm bớt không gian dịch chuyển của kẻ thù, từ đó giảm hiệu quả buôn chiến của chúng. Tuy nhiên thì lô ha vẫn có thể bị kẻ thù mở rally và làm biến mất sau 5 phút. Vậy thì chúng ta có thể nâng cấp chiến thuật này bằng cốt tiêu ca ha. Bây giờ thì hãy tưởng tượng xem, đây là diện tích bao phủ của một cờ địch. Trước khi kẻ địch xây ở đây, bạn đã dịch chuyển đến, thả luôn hàng chục con lô ha, cốt tiêu ca ha nhở nhơ ở khu vực này. Vậy thì địch đâu còn chỗ dịch chuyển lên, đồng nghĩa với việc là kẻ địch sẽ phải điều quân từ bên phía kia đèo để tới bôn cực kỳ xa xôi và giảm thiểu sức mạnh của kẻ địch. Điểm mạnh của chiến thuật này nằm ở chỗ bạn không cần phải là bot. Một người chơi bình thường hay là thậm chí một tài khoản nông trại vẫn có thể vận hành chiến thuật này một cách vô tư, đóng khiên, dịch chuyển và thả lô ha, xong xuôi thì lại bay về. Chỉ cần khoảng 5 đến 10 tài khoản thả lô ha ở những vị trí chiến lược thôi là đã có thể giảm sức mạnh của kẻ thù đi đáng kể rồi. Đây là chiến thuật đơn giản nhất mà các bạn có thể áp dụng ở mọi thời điểm, hiệu quả trong những khu vực có diện tích bé như ở King Zone, đặc biệt là King Zone KVK3 chẳng hạn. Và nếu có thể kèm theo chiến thuật tiếp theo mà mình nói đây thì sẽ là tuyệt vời hơn nữa. Những chiến thuật tiếp theo sau đây sẽ là yêu cầu các bot bay theo nhé. Anh em dân thường lên là dễ ăn gói thay đổi số phận lắm đấy. Điều kiện thực hiện những yêu cầu chiến thuật này sẽ là vương quốc của bạn cần phải nghiên cứu, chỉ ra những vị trí chiến lược mà kẻ địch muốn đến, từ đó nghiên cứu và chỉ ra đường cờ có thể của kẻ địch, sau đó đánh dấu và vạch ra những vị trí mà mình muốn các bot dịch chuyển đến. Vậy vẽ cờ như thế nào là hợp lý? Ở một video nào đó trong tương lai mình sẽ hướng dẫn các bạn làm cái này nhé. Chiến thuật dễ nhất mà gần như mọi cuộc chiến bạn sẽ thấy đó là các bot cố gắng dịch chuyển đến vị trí hành quân của kẻ địch. Đây chắc chắn là những vị trí mà kẻ địch sẽ cực kỳ khó chịu, đặc biệt là với những chiến trường có sự chênh lệch đáng kể về seed, kiểu như một vương quốc seed A đánh nhau với 3 vương quốc seed C chẳng hạn. Lúc này các bot sẽ có vai trò cực kỳ lớn trong việc làm tiêu hao sinh lực địch, cứ 6 đến 7 đạo sầu vong kẻ thù, địch có chạy thoát thì cũng giảm tương đối lính rồi. Mà điều quan trọng nhất ở đây đó là các bot không được sầu vong méo mặt kẻ thù luôn, mà hãy để cho những đạo quân của chúng máu đỏ thì dừng lại và chuyển mục tiêu. Khi này thì chúng đi lên bôn thì sẽ yếu, không có nhiều tác dụng, ăn sát thương diện rộng chắc cũng xám mặt luôn. Mà chạy nửa đường rồi quay về refresh cũng mất nhiều thời gian. Nói chung các bot làm vậy thì kẻ thù sẽ lâm vào cảnh tiến thoái lưỡng nan và làm tiêu hao sức mạnh buôn chiến của kẻ thù. Bên cạnh đó thì về mặt tâm lý, chiến thuật này cũng gây sự khó chịu cực kỳ lớn cho chúng. Muốn đi nhanh cũng không được mà phải di chuyển đường vòng hoặc là đi theo buôn nhỏ để tránh sự bắt lẻ của bot. Đây là một chiến thuật thiên về khả năng du kích, mức độ ảnh hưởng lên kết quả chung cuộc không quá lớn nhưng lại gây khó chịu cho địch. Dĩ nhiên bạn vừa có thể dịch chuyển lên để sầu vong kẻ thù, vừa thả một đống lô ha ra để ngăn cản việc địch dịch chuyển lên chiếm đất ra field. Một công đôi việc đúng không anh em? Nhưng cái gì cũng có hai mặt, anh em cần chú ý điều này nha. Đôi khi các vương quốc có nhiều bot dịch chuyển ngẫu nhiên quá cũng không tốt, vì điều này khiến bôn chủ lực rất yếu và dễ bị bôn của kẻ thù đẩy lùi một khoảng cách rất lớn. Vậy để khắc chế chiến thuật này thì chúng ta làm như nào? Một chiến thuật khóa mõm cực kỳ hiệu quả mà nhiều bot không để ý và rất dễ gặp phải. Ví dụ cụ thể như sau. Đây là một bot 300 triệu sức mạnh ở trại đỏ đi. Bot này đang đi nhặt đá chiến đấu ở ngay thánh địa, đồng thời đợi chiếm được đèo thì sẽ dịch chuyển ngẫu nhiên đến vị trí chiến thuật đặt sẵn, đang cực kỳ hào hứng chờ mở đèo, dịch chuyển thẳng vào King Zone, oanh tạc kẻ thù trong đấy. Đứng mà chặn được ngay đường ra đèo 8 của địch nữa thì cứ phải nói là cực kỳ mà lem. Miên man trong dòng suy nghĩ đấy và bùm một cái. Ông ta ăn ngay một quả giam cầm, khóa dịch chuyển trong 15 phút. Hôi toang, lý do là bên tím thấy ông bot này ngáo ngơ đứng xa đèo nên là chả có lý do gì mà họ không giam cầm cả. Bạn nghĩ ông bot này sẽ bị giam cầm trong 15 phút? No. Gần hết 15 phút thì sẽ có vua của một vương quốc khác ném thêm một cái giam cầm nữa, khóa mõm luôn 30 phút. Toang rồi. Toang thật rồi vua em mà. Vậy là xong. Bao to mà du rú ở đây thì xác định là hỏng luôn cả trận chiến rồi. Đây là một điểm mà các bot cần cực kỳ lưu ý nha, đặc biệt là các bot to ở các kingdom seed C, seed D. Ở những vương quốc tầm này, thường là chỉ có 4 đến 5 bot cỡ bao to khủng khiếp là bờ vai của các thành viên khác tựa vào. Ấy thế mà nếu bị xích lại thì thôi, toàn lắm anh em ạ. Bờ vai này xa xôi quá, không ai có thể dựa được cả. Giải pháp của phương án này sẽ là cần danh hiệu vua, hoặc đơn giản hơn đó là đóng khiên. Khiên sẽ giúp các bot tránh được tình trạng bị khóa mõm từ xa. Đây là lý do tại sao anh em thấy các bot ở các vương quốc đấm trước khi mở đèo, mặc dù đứng đúng lãnh thổ nhưng vẫn bật khiên nha. Và anh em R4, R5 nhớ nhắc nhở các bot của bên mình nha. Trước khi đến với chiến thuật tiếp theo, ta sẽ cùng nắm rõ một tính năng game mà nhiều người không để ý. Đó là việc nếu bạn nằm trên cờ kẻ địch vừa xây xong, thì mặc định bạn sẽ bị đá về zone 4 của trại mình, bất kể là bạn đang ở zone 5, 6, 7, 8 gì đấy. Mặc cho việc bạn có khiên hay làm gì khác thì vẫn bị đá thẳng về. Đây là một điều cực kỳ đáng lưu ý với những anh em dịch chuyển ngẫu nhiên. Bởi vì khi anh em đang lôi tất cả đạo quân ra đánh đấm ở trên chiến trường, mà thành phố của anh em bị đá về zone 4, thì coi như là những đạo quân đấy sẽ phải chạy về zone 4 hoặc là chạy về những cờ hay là thành phố của đồng minh quanh quanh.
Nói chung là mất rất nhiều thời gian để các bạn lại có thể đón những cái đạo quân đấy về thành phố của mình. Tuy nhiên đây sẽ là một thủ thuật để mình áp dụng và khắc chế các chiến thuật ở phần sau video nha. Chiến thuật mà mình nhắc đến tiếp theo ở đây đó là việc triển khai dịch chuyển theo cụm để phá rối đèo của địch. Chiếm đèo sớm là một lợi thế cực kỳ to lớn của bất cứ trại nào. Di chuyển sớm, đặt pháo đài chiến thuật hoặc đơn giản hơn là xây được nhiều cờ, chiếm được nhiều lãnh thổ trong cùng một thời gian. Đó là những nút thắt cực kỳ quan trọng, đặc biệt là trong những trận chiến cân tài cân sức và những trận chiến mang tính chiến lược như ở King Zone chẳng hạn. Sớm hơn một chút thôi là nên công chuyện rồi. Do đó, việc dịch chuyển để phá rối trận địa của địch là một chiến thuật tuy khó thực hiện nhưng lại cực kỳ hiệu quả. Hãy xem một ví dụ này. Đây là định dạng anh hùng ca. Mình ví dụ như ở bên cờ tím là bên đề ra chiến thuật cho các bot thực hiện dịch chuyển ngẫu nhiên. Mục tiêu sẽ là khu vực lân cận đèo 8 của kẻ địch nhằm không cho kẻ địch vào King Zone sớm. Đây sẽ là mục tiêu nhắm đến những đội quân mà đang muốn survive đèo. Chiến thuật đặt ra ở đây sẽ là gom các bot lại một khu vực. Ví dụ như ở khu vực này chẳng hạn, các bot tại đây sẽ tụ tập thành một bot nhỏ, khoảng 40 đến 50 đạo lao thẳng vào những đạo quân đang survive đèo của kẻ thù. Dĩ nhiên là không thể kéo dài được quá lâu khi số lượng của kẻ thù quanh đèo là cực kỳ đông. Tuy nhiên một bot chiến với toàn 430.000 lính với full tech thì cũng không thể bay màu nhanh được. Kéo dài được thời gian mà địch chiếm đèo bao nhiêu thời gian thì bên mình lại có bấy nhiêu lợi thế. Chiến thuật này sẽ được áp dụng mạnh mẽ nhất ở các cụm KVK Sheet BC trở xuống. Lúc này khoảng cách sức mạnh giữa các bot và dân đen là rất nhiều. Chứ nằm ở các cụm đấm thì quả bôn chiến kia trên đến nơi chắc là cũng méo mặt hết rồi. Vậy cách khắc chế chiến thuật này là gì? Như mình đã nói ở phía trên, thành phố của bạn nằm trên cờ kẻ địch vừa xây xong sẽ ngay lập tức bị đá về zone 4. Do đó, với liên minh có cờ đỏ ở đây, hãy ngay lập tức xóa cờ có những thành phố của kẻ địch nằm trên đó và xây một lá cờ khác ngay vị trí đấy. Ngay khi xây xong thì dĩ nhiên thành phố của kẻ địch sẽ ngay lập tức bị đá về zone 4. Khắc chế là có rồi, vậy thì khắc chế của khắc chế liệu có không? Tức là có cách nào để không bị bay về zone 4 khi mà kẻ thù xây cờ đè lên? Có đây anh em ạ. Nếu các bot bên cờ tím thấy cờ địch gần xây xong, hãy nhờ vua của các vương quốc đồng minh dùng hiệu ứng giam cầm lên các bot đó. Lúc này dù cho bên đỏ có xây đè cờ xong thì những tài khoản của bot vẫn sẽ không bị đá về zone 4. Tất nhiên, đây phải là những tài khoản có lực chiến mạnh anh em nhé. Chứ bình thường mà giam cầm là no đòn đấy. Trong lúc bị giam cầm thì những tài khoản này vẫn có thể kéo quân ra, tạo bon và sọc thẳng vào đèo kẻ địch và quấy rối chúng. Đây người ta gọi là vỏ quýt dày có móng tay nhọn, mà móng tay nhọn thì lại có cái bấm móng tay anh em ạ. Một biến thể khác của trò quấy rối này đó là dùng tài khoản nông trại đóng khiên bay ngẫu nhiên lên ở những vị trí ngay sát đèo 8 của kẻ thù, càng gần càng tốt, thả thêm lô ha các kiểu nữa để chiếm thêm vị trí dịch chuyển của chúng. Chiến thuật này thường được áp dụng ở một số vương quốc sít cao, các bốt đánh nhau triền miên rất mệt và sẽ tranh thủ ngủ đến lúc mà gần mở đèo mới dịch chuyển đến gần đèo 8 chẳng hạn. Đôi khi thì một số vương quốc cấm thành viên của mình dịch chuyển đến vì sợ lộ chiến thuật. Nói chung là kẻ địch hở ra là mình có thể tận dụng được và bày trò con bò để quấy rối chúng, vừa mang lại lợi thế tinh thần cho mình, vừa gây sự khó chịu ức chế cho địch. Tội gì mà không làm đúng không anh em? Và đó là một số chiến thuật xoay quanh việc sử dụng dịch chuyển tức thời mà mình áp dụng cũng như là quan sát được thông qua các kỳ KVK. Anh em còn biết chiến thuật nào hay ho hơn về vật phẩm dịch chuyển này không? Hãy để lại ý kiến dưới phần comment, mình sẽ ghim lên để anh em chúng ta cùng nhau thảo luận nha. Còn về series chiến thuật mới này, nếu các bạn thấy hay thì hãy like, share và đăng ký kênh ủng hộ cho chúng mình ra thêm những số khác nhé. Mình là Bình Tĩnh, xin chào và hẹn gặp lại.